mình xin chào tất cả các cô chú anh chị nha. Hôm nay là ngày dẫn má hai đi đi mua sắm ở Costco nha các bạn. Hôm qua là mình đi chợ Việt Nam rồi, hôm nay mình đi chợ Mỹ để xem hôm nay Costco có các mặt hàng nào giảm giá nha. Tới Costco rồi. Bây giờ sẽ vào Costco xem nha. Mà trước khi xem để chụp vài tấm cho má hai nè. Kỷ niệm qua Mỹ là phải đi Costco mua sắm ha. Dạ. Được rồi má hai, đứng đó đi con chụp ra. Rồi, 1, 2, 3. Rồi để con lấy cận cảnh tí xíu nè. 1, 2, 3. Rồi mẹ vô chụp với má hai luôn đi mẹ. Hai chị em các bạn, mẹ mình đó. 1, 2, 3 rồi xong, vô mua sắm thôi. Hi hi Tiger, vào thôi. Ok con. Để mình xem các mặt hàng nào giảm giá, quay cho mấy bạn xem ha. Cái lotion, cái này là giúp làm cho da mình đừng có khô nha. Cái loại này là nó đang giảm 4 đồng 50, còn lại 13 đồng 99 nè, nó còn quá trời luôn nè. Nó cấp ẩm cho da mình đó. Chống nắng. Cái này là dao cạo râu. Dao cạo râu giảm tới 8 đồng luôn nè các bạn. Giảm 8 đồng còn 29 đồng 99 nè. Skechers. Giày này rất là êm luôn á, nó nhẹ. Nhưng mà giày nam. Loại này là giày nam. Giày nam đang giảm 6 đồng còn 28 đồng 99 nè. Dạ. Tính tiền Việt là 7 mấy đồng không? 7 tính, mấy ngàn không? Tính tiền Việt 30 đồng. 30 đồng mới tới 700 mấy lần á má hai. Dép kẹp nè, dép kẹp nam nè. 16 đồng 99. Dép kẹp nam 16 đồng 99. Nhiêu tiền? Nè, dép kẹp nữ nè, 14 đồng 99 mai. Và 15 đồng đi, 15 đồng. Nó có hai màu. Rồi, thì nói kia là đang còn lên màu. Đó, mà có hai màu nè. Nó mà hai lựa ơi. Quần áo nữa, ở đây quần áo nhiều lắm. Hả? Banana Republic. Ôi loại quần này bao nhiêu cái ta? 19 đồng 99. Banana Republic đàng hoàng luôn nha các bạn. Nó có 3 màu luôn. Màu đen, màu xám, xám lông chuột với lại màu nâu hả? Đen hả? Màu đen hả? Với lại màu nâu. Màu nâu thì nó sáng người hơn. Mẹ kìa. Nghĩ hột xoàn các bạn ơi. Má hai coi một xoàn này để lửa nè. Xoàn má hai mua. Nó má hai coi hột xoàn ở bên đây. Má hai mua nè. Đó giờ rọi cho nó, má hai mua hột xoàn này nói vậy. Má hai mua hột xoàn coi hột xoàn ở bên đây với hột xoàn ở bên Việt Nam coi giá cả sao. Đó. 2000 mấy? 2002. Ừ. Cái chiếc nhẫn này là 2002 nè. Ừ. Con này 1007. Này 1007. Mấy ly không biết. Này 1007. Trong này nó có để ly không ta? Có để bao nhiêu ly không ta?
cái hộp nhỏ quá. Xin cà rốt. Ừ. Đó là chữ 0.4. Chữ CTW á, cái cà rốt của nó. Một cà rốt CTW. Một cà ra. Dạ một cà ra. Một cà ra. Đó, 6 đi mấy à? Đó. Nó tính tổng với viên đá trên luôn chứ không phải là nó tính viên đá. Ông lấy tính ở trên nè. 2 đặt là đẹp ha. Còn cái đó là ấy mà hộp chai. Dạ, cái đó kêu hộp chai. Bẹt ra cũng hộp bẹt vậy. Đúng mà phải màu đúng màu. Đó cô chú mình xem coi giá hộp xoàn ở bên Mỹ nha, mình đang cốt cò nha. Cốt cò nó bán giá. Rồi chiếc này 3.300 nữa các bạn. Chiếc này 3.300 nè. Một carat luôn. Đó mình quay cận cảnh đó. Mấy chiếc nhẫn mà nó đơn giản và đẹp chứ bộ. Cái này lắc tay. Lắc tay. Cái này lắc tay mà. Lắc tay nè. Bố bà làm cái này đẹp. Ê ngang nha. Okara 4. Lắc tay này đang thịnh hành nè các bạn. 2. Nè một cái lắc tay. Nó cái lần này học này. Cái loại lắc tay này đang thịnh hành nè. Học này bự nè, một cái ra mấy. Cái lắc tay này sao nó không để giá ta? Đó đi. À ba cộng ba bên đó hả? Ừ. Ok. 2.800. 2.800 là cộng ngoài cùng. Đâu. 2.800 là cộng rẻ nhất á. Hả? Đâu. Cái nhưng tờ... mà nó từ ngoài ngoài vô mà. Ờ kìa 2.799, 2.800. Còn đây bao đây bao này 4.300. 4.000 một gara ba mấy, một gara 40. Con này đẹp nè, bự luôn. Con này nhỏ quá, cái này 1.700. Con này hộp vuông hả? Sòn vuông. Dạ, vuông. Ở phía dưới vuông. 2.000. Hộp vuông này 2.000. Ừ. Vuông không có giá bằng tròn. Tròn dạ. Này 4.000 mấy. Dạ. Mà ngộ lắm, hộp sàn đi về Việt Nam lắm rồi. Dạ. Nay là có đồng hồ đó nha các bạn. Cái đồng hồ trong hãng nó đeo con mỏ China, nó đẹp cái đồng hồ mà ở trong tận á, giống như tấn sụp tầng nó chứ. Ờ đồng hồ đó nha. Ê, dây chuyền 500 mấy nè, 18 nè. Cái này đẹp á, bây giờ người ta hay đeo dây bự nè. Bán nhiêu em nè, bán một đồng hồ, 18 đồng 49 sen. Thùng này nó mít nhiều loại á má hai. Nè nó mít những cái lỗ nè, nó để bao nhiêu bịch luôn nè. Dạ. Nó để bao nhiêu bịch ở trong một thùng. Cái loại này 10 bịch. Bịch này là 10 bịch. Loại này 10 bịch. Loại này 7 bịch, 8 bịch, 5 bịch. Ở trong đó hả? Dạ, ở trong đó nó sẽ có 10 cái bịch này. Tổng cộng nguyên cái thùng này là 30. Hỏi nha, nó mua cái kia đủ loại luôn mà ăn được thôi chứ không ngon. Dạ. Bữa nào ấy mua cái ngon. Các bạn mùa này thì là mùa hè rồi nha, vô vườn rồi nha. Phân nè, phân cho hoa nè, nó giảm tới 14 đồng. Còn lại 59 đồng 99 trên một bao nha. Cái nhà kho này hình như video trước mình cũng có quay cho các bạn xem rồi, nhưng mà hiện tại nó đang giảm giá nè các bạn. Nó đang giảm giá tới 300 đô luôn nè. Còn lại 1.199 nè, là 1.200. Nó đang sale 300. Của nhà kho bự luôn nha. Phía bên trong là đựng thật sự là rất là nhiều đồ luôn nha các bạn. Đó, phía bên trong. Phía bên trong nhà kho này. Cái này là cái nhà mà mình trồng hoa. Nó có ánh nắng chiếu vào, giá 1.200, 1.300 cái. Nhà vườn, cái vừa trồng hoa mình móc hoa lên đó có hai. Dạ. Bò
Ở đây thì mình không có bàn cãi nữa ha. Ờ, nó rất là tươi. Bò sắc lát sẵn nè, 11.99 trên một phao. Hôn nhục hay này là lần 3 phao, 35 đồng 13. Bò rất là tươi luôn bạn. Sườn, sườn này ngon lắm các bạn ơi. Sườn này mình đem về mình nướng hoặc mình nấu phở rồi này kia ăn rất là ngon nè. Giá nó là 9.49 trên phao nha. Đó, loại này giá đó 9.49 trên phao. Đó, loại này nấu phở ăn ngon lắm luôn nè các bạn. Đây sườn nữa nè. Loại này thì 8.99 trên phao. Còn này là đuôi. Đuôi bò. Đuôi bò thì cái này giá là 7.99 trên một phao nè. Một bịch này là 4 phao rưỡi, 36.27. Sườn nguyên tảng, sườn sườn bò. Cái loại này, loại này thì 3.89 trên phao. Đó, nguyên một tảng luôn các bạn, 52.32 nguyên một tảng luôn, về nấu phở. Cá hồi ở đây thì giá 9.99 trên phao nha. Nạm bò, nạm bò 9.99 trên phao luôn các bạn ơi. Đó, bistec. Nguyên cái cây này thì giá 11.99 trên phao nè. Cái cây này là gần 2 phao, hơn 2 phao xíu à. 24.58 nè. Nguyên cây này. Cua nè nha. Cua bự quá vậy. Cua này giá 8.99 trên một phao nha các bạn. Hai con là hết 3 phao rồi. Trời ơi, hai con 3 phao nha. Bự lắm nha, hai con 3 phao 27.89 nè. Đó, cua có còn. Thôi tôm bự heo. Dạ. Mấy mẹ mua bịch tôm nữa, đem về bữa nào nấu mua bún bánh ăn. Này con gì con dẻm hả ta, 2.79 trên phao. Nghêu 4.99 trên phao. Cái này là tôm hùm, tôm hùm bông các bạn. Chị cái mình thôi nha, cái mình thôi nha là 24.99 trên phao nè. Tươi mà lấy được này. Tôm này chỉ có 21.99 trên một bịch thôi nha các bạn. 5.50 trên một phao. Loại này ăn rất là ngon luôn các bạn, rất là tươi luôn. Cá hồi. Cá hồi, cá diêu hồng, cá diêu hồng cái này là làm sạch hết mất cho mình rồi các bạn. Nó móc ruột đồ này kia là đem làm sạch hết rồi. Đó. Loại này là 3.99 trên phao. Tương với cà. Để nó làm mấy nha. Em ăn bà ri với xả chiên mua cá hồi về ăn nè. À, mấy ai mua bịch tôm này là mấy hai. Dạ. Đây là heo phải không? Heo á mấy hai. Em mấy kg á. Cái này là 7 đồng. Ơ quên, nhầm mình nhầm nha. 7 phao, 7 phao là 3 kg rưỡi. Gần 3 kg rưỡi nha. Các bạn thấy thịt heo. Ở đây được mấy hai thấy đặc biệt một chỗ là nó không có da nha. Nên nó lạng da ra hết rồi. Toàn bộ ba chỉ này là ba chỉ không có da. Ba chỉ. Ngon nè, thiếu. Dạ. Có mỡ gì có nè. Dạ. Mua này là yếu dạ. Kho đó, thường ngon. Cái loại bánh trứng Starburst này hôm nay bán rất là nhiều luôn nha các bạn. Bánh trứng Starburst. Có giá là 14.79. Đó. Bánh trứng á má hai. Dạ, mình hâm microwave mình ăn thôi.
Má Hai ở sao Việt Nam này nó làm nhựa mà. Ở Việt Nam này còn cô miễn cô có miễn không má Hai? Ở Việt Nam là nhựa bằng chai nhựa. Đây là chai miễn. Dạ miễn vẫn còn. Có loại mì ramen với thịt gà nha, cái này miếng thịt gà này của Nhật nha các bạn. Mì Nhật nha. Mì Nhật này giá là 17 đồng 99 cho một thùng. Một thùng như thế này 12 đồng mà con. Dạ, và phía trên đó má Hai. À, dạ, để là ramen. Còn ở dưới là phía ở dưới này. Cái này là cái gì? Cái này là bánh giống như bánh taco, bánh ở trong là nó có chi với lại đậu rồi này kia nè. Cơm nó còn nít một lại. Thùng là mấy hộp? Một thùng là 6 hộp. Này có cơm nữa nè má Hai, cơm chiên nó đông lạnh luôn. Dạ, của Nhật luôn, hàng này hàng của Nhật luôn. Có, con lấy rồi, con lấy một thùng rồi. Đó, má Hai ăn thử hàng simple đi, hàng thử đi. Cái này nóng rồi dạ. Mùi vị sao má Hai? Cái này kêu bằng gì? Cái này là thịt đây, nè, nó có để cái mẫu đây nè. Dạ. Thịt nướng, ấy dạ. Đó, thịt nướng, sausage. Chicken nha, của thịt gà. Này thịt gà. Này của thịt gà. Còn này. Cái này là thịt heo. Này là thịt heo, này là thịt gà mới ra, nó đưa hàng sinh bò cho mình. Cho mình ăn thử á. Mình thấy ngon thì ok mình mua ha, cái nào mới thì nó hay để ra như vậy cho mình xem. Cho mình ăn thử. Thường mấy món đồ này là ăn sáng. Ăn sáng nhiều. Dạ, người Mỹ họ hay ăn sáng là có bánh mì nữa. Nó làm sẵn vậy đó, mình hâm, mình nướng, mình ăn thôi. Cái loại tôm dừa này là 10 đồng 97 một hộp. À 11 đồng đó. Dạ. Tôm dừa. Lấy hộp cho ăn đi nha. Anh lấy đi. Ở nhà đồ nhiều quá muốn ăn thì lấy má Hai đâu có sao đâu. Má Hai đang lấy à. Má Hai trả tiền mà. Má Hai mua một hộp nè, cơm dừa nè. Dạ, tôm dừa. Má Hai muốn ăn sáng á, ăn sáng uống cà phê á thì có cái loại này nè. Cái này giòn nè, nhưng mà ít đường. Loại này giòn ít đường. À, này đi con. Dạ cái này thì đỡ cái này hơn này. Dạ đúng rồi. Ăn ăn uống cà phê là ok luôn, đúng bài luôn. Cái đó khỏi hâm lại phải. Dạ đúng rồi, gỡ ra ăn thôi. Dạ. Nó có giống như là quay nó. Ở giờ có mua được không? Ở đây là không. Còn ở đây là cà phê á má Hai. Nguyên cái line này là cà phê. Má Hai bán cà phê cho má Hai thưởng thức. Sáng nào quýt cho một ly. Đây là mấy cái loại cà phê. Anh không biết nấu gì tên giật hồi nhớ là cái cà phê không má Hai. Hay cà phê ngọt. Ngọt. Dạ. Rang xay. Nè Starbucks đó nè. Nó Starbucks đó má Hai. Hiệu của Starbucks. Này là Kaylin. Này là của Kaylin. Còn cái này là mới của Starbucks nè. Nó có hiệu của Starbucks. Mắc luôn nè. 18 đồng 99. Là nhiêu? Để cho là 19. 19 đồng. Là một bịch vậy hả? Dạ. Yeah. Ủa. 19 đồng mà này mình được xí không ta? Bịch này như ấy là rẻ đâu mất không? Bịch này nó có để ký nữa hay. 1 ký 13. 1 ký 13. Dạ. Yeah. 1 ký 13. Là cho là 19 đồng đi. Hạn sử dụng nó tới tháng 10. À 600 mấy rồi. Tháng 11. Đâu có 600 mấy một ký. Má Hai đang tính tiền Việt đó các bạn. Đồng cảm đi má Hai. Năm qua. Cái này cũng bình thường lắm các bạn ơi. Tại vì mình mới qua Mỹ mà lúc nào là cũng tính tiền Việt hết á. 19 đồng.
là cho hâm cho má hai 20 đồng đi, 20 đồng là 500. Dạ. Đấy 500 gì đâu có mắc. Dạ, 20 đồng là 500. Hai mua ở ngoài cà phê kia là 2 triệu mấy là cái như là 100 đô rồi. 1 ký là 200 mấy. Dạ. Là cái này. Cái này 1 ký. Ờ 1 ký. Ký mà 500. Ký 500. Ký 500. Ở cái hiệu này đó. Dạ. Ở Việt Nam giá đây, giá đây là các loại là cà phê để má hai biết là bên đây đầy đủ 11 tuổi để qua. Bổ qua đấy nè, nè em mua chi nữa. Này mua này rẻ tiền hả? Xây rồi. Dạ xây rồi, nhưng mà hiểu cái lình. Con ít uống cà phê lắm. Loại nó hơi chua nha. Còn không biết của Mỹ mà loại nào uống nó hơi chua. Dạ. Con thì ít uống cà phê lắm, uống cà phê không được. Trời ơi, sáng tao ghiền lắm. Này nét cà phê nè má hai. Ừ. Nét cà phê này Ủa này pha phin hả? Thấy pha phin không? Cho nó xây bự vậy. Cái này con không rành nữa. Ừ. Nó xây bự. Đây là quà tan. Mình có nghĩ quà tan hay sao á. Ừ, chứ nó đã xây ra rồi. Dạ. Ngon này, tao khoái ăn bánh này. Thấy nếu có mua ra Sài Gòn tao cho tay gờ luôn. À mua gì cho tao gờ ăn sáng á. Hả không, tới xíu nữa ra. Tại vợ con chồng con hát. Ồ. Này cà phê. Tao ăn sáng. Này cà phê nó đóng chai sẵn rồi má hai, Starbucks luôn. Dạ. Sữa luôn á. Dạ sữa luôn, cà phê sữa. Má hai uống muốn uống không? Uống thử không? Lấy thùng ha. Trời. Lấy thùng đi ra uống. Cái này là mocha. Mocha má hàng nó mấy trăm ngàn nữa bạn. Tính tiền Việt không hả bạn ơi. Qua đây có tài trợ mà lo quá rồi. Là uống giống như ở Việt Nam mình. Dạ rất là ngon luôn. Một thùng chỉ có 14 đồng 49 thôi. 12 chai mà mỗi chai là gần 1 lít nha. Mỗi chai 1 lít nè. Dạ một thùng đó. Đậu nành kia con. Thôi cái nào uống còn thì uống hết đi, đừng có mua giờ. Có cái bánh này mới nè bạn. Chocolate chip nè. Loại này là 4 đồng 99 nha. 4 đồng 99 trên bịch. Bánh bánh gì? Bánh chip. Nó để là chocolate chip. Chocolate. Dạ. Bánh giòn. Là đó đó hả? Dạ. Loại đó. Nó giảm 3 đồng. Lấy bịch cho má hai đi. Dạ dạ. Còn này nè, loại này là rong biển. Không, cái loại này là nó mix hết mấy cái đồ trong đây nè, trong một bịch là đủ thứ hết. Trong đây. Cái này của Hàn Quốc anh. Đó, còn này là bánh bông lan nè má hai. Bánh bông lan giống mùi vị giống Việt Nam mình nha. Nó có dán bịch ở trong. Ăn dễ phải không? Dạ, ăn dễ. Mày muốn thử không? Bánh nhiều quá, mua bánh. Mấy 7 đồng. Ờ 8 đồng 99 một hộp. Má hai mình thôi. Mua nhiều quá rồi má hai mình thôi. Dinh nguyên xe luôn nè. Đó. Có trứng luôn hả? Có trứng rồi má hai, nhà có trứng. Bỏ đây nè, bỏ đi. Chỗ nào nhẹ nha. Vào một vòng là đầy xe rồi các bạn. Rồi, đủ rồi. Đó giờ bây giờ má hai muốn coi thuốc kem, không? Kem. Kem thuốc ở phía bên kia má hai. Dạ. Yeah. Con ra đi, con ra đi. Ừ. Thuốc này thuốc bổ nè hai. Tai sinh tóc. Ở nhà ăn ở cái đó hai cái. Đây cái nào mà mua trong pin với bơ ăn được cái gì. Ở phía trên đó mẹ, thuốc uống nít ở phía trên. Phải thuốc không mua nữa. Dạ. Yeah. Này là khu này là collagen. Collagen. Cái này đẹp da nè. Cái này đẹp da. Nhiều. Đó là hai chồng. Hai chồng. Rồi giờ nào đi về đó ghé mua đi về mua. Collagen này uống. Dạ yeah, collagen. Ăn về đi con. Olay ở phía đây mà. Ờ Olay này là xài sáng đêm ngày luôn cũng được. Dạ. Giá nhiêu con?
giá loại này nó đang giảm là 34.99 đồng, còn lại 34 đồng, chính 35 đồng, chính là 35 giảm. Dạ 35 đồng, giảm 11 đồng. Sáng đêm luôn hả? Dạ sáng ngày sáng đêm luôn. Trắng vàng hả? Hôm nay mấy bạn order không? Order đi. Mua này con cũng đang xài loại này nè. Má Hai lấy đi. Dạ. Má Hai. Nè các bạn, loại này nó đang giảm 11 đồng nữa các bạn. À cái đó đó hả? Dạ loại này. Lại loại này nè. Con đang nói giá nó giảm 11 đồng á. Ban ngày đêm luôn. Là 35 đồng đi. Dạ 35 đồng. Giờ xài liền mấy mốt nó về. Cái này là cho bụng bụng mắt. À, bọng mắt được. Bọng mắt. Ừ. Dạ. Bọng mắt nè. Cái này sao nhiêu? Cái này nhiêu con? Xài lên nếp nhăn nè, bọng mắt rồi nè. Nhiêu con? Dạ 29 đồng 97. Này vậy tao trả tiền nó trả, đừng tao bay trả hoài. Tiền mai cứ vậy. Tao bay lo tao ăn rồi, lo tao ăn đi. Đó. Tính tiền các bạn ơi. Nhiêu đó rồi đi nãy giờ được nhiêu đây? Cái này là mít mít lơ hai, cái này lộn xộn mà hai. Này là lộn xộn. Xe con chỉnh. Dạ. Cái này là mít lộn xộn. À thôi cái đừng này không được. Cái loại này ngon nè. Nhưng mà cái loại này không hết rồi. Ba hay ăn loại này. Cái này là ăn gì á? Nó hạt cười á má Hai nè, loại này nè. Nhưng mà nó tách, cái này là nó chưa tách, còn này nó đã tách, nó đã tách ra rồi. Giá nó là 14.49 đồng. Dạ. 14.5. Dạ. Còn cái loại này thì loại này chưa tách, mình ăn mình phải tách ra là 16.79 đồng. Nè nói cho thử loại mới nè má Hai ăn thử đi. Loại này là nó có ớt nha, nó mít ớt rồi. Nè má Hai thử đi. Thank you. Thank you. Má Hai ăn thấy sao? Con thử một hộp ơi. Chua chua hả? Dạ. Chua cay. Chua cây là loại này 10 đồng 99. Dạ. Yeah. Loại này nhiêu? 14 đồng 99. Miếng đòn ba đổi ý này không? Muốn mua hay đổi, mà muốn đổi thì đổi. Đổi hơn. Thôi muốn này cho em đi, cho em quen. Ra người dân không bỏ mất con muỗng. Muốn này cho nó đi. Vui mà chiều tới hai. Vui mà chăm lắm. Để con coi có, mai mốt có hai. Dạ để con coi thử coi. Nè, cái này phải không? Mắc ca nè. Kiểu đúng rồi, mắc ca má Hai. Dạ. Trên đây nè má Hai. Loại này là 18 đồng 99 trên một bịch. 18 đồng 99. Cái loại này là khui rồi. Dạ đang tính tiền đi ra các bạn ơi. Quá trời nhiều đồ rồi. Ít có mua quá các bạn ơi. Quá trời. Quá trời đồ. Bây giờ ghé cái chỗ này. Một đống này nhiêu? Một đống này có 463 đồng các bạn, 463 đồng 79 thôi nguyên một đống này. Đó. Bây giờ ghé kiếm cái gì đó ăn mấy bạn ơi. Ở trong Costco nè, nó có bán nè. Thank you. Đó, ghé ăn cho má Hai ăn thử đồ Mỹ cho má Hai ăn được không nha. Hot dog nè, pizza, bánh mì. Em ăn gì? Em ăn hot dog luôn. Hot dog. Kem dâu. Kem dâu. Mẹ ly đi. Má Hai ly, mẹ ly. Rồi, em uống cái gì? Hôm bữa anh mua cái gì ta? Đúng rồi, cái đó đi. Anh uống gì không? Cái này con bò này có, nó có muốn gọi. Ồ vậy hả? Ok. Mua rồi trả thẻ hả bạn? Tiện lợi luôn. Rồi đợi lấy thôi. Đứng đợi lấy thôi. Mình lại quay phía bên trong người ta làm có những cái loại bánh nữa các bạn, phía bên trong nè.
một cái pizza mới ra lò luôn các bạn ơi, pizza size Mỹ nha. Bánh nướng ở trong ra lò liên tục luôn các bạn. Pizza má hai ăn pizza ở đây thấy sao? Khác ở Việt Nam mà pizza là đủ loại cho á. Nó đi xong rồi ghé ăn kem à, với lại ăn hot dog. Hot dog mấy bạn. Bánh mì. Bánh mì nữa. Bánh mì gà nữa. Đó, bánh mì gà. Bánh mì gà cốt cầu. Có ai ăn thử rồi này. Em ăn. Kem dâu. Kem dâu. Kem ở cốt cầu rồi bao ngon luôn. Ôi giời.